Hello, xin kính chào các bạn. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 28 tháng 5 năm 2021. Hiện bây giờ thì mình đang đi lòng vòng tập thể dục ở nhà hàng xóm. Thì hôm nay cũng là cái ngày mà người ta lái xe tới mà người ta lấy gác đó. Thì tới cái ngày mà xe người ta tới người ta lấy gác đó, một tuần lấy một lần đó. Thì tiện ở đây mình thấy có cái đống gác này người ta dục ghế sofa nè, giường tược đồ, niệm đồ tùm lum hết nè. Cái đường này là cái đường hàng xóm của mình. Thì ở đây mình thấy cũng có một cái quạt. Nó quạt quạt này á, mình hồi xưa mình lụm về rất là nhiều. Thì mình biết cái lý do người ta dục á là người ta mua cái quạt mà nó bị yếu đó. Bị yếu tới khi những cái lúc mà trời nóng á, trời nóng cái quạt nó chạy không nổi, không nổi thì người ta dục. Rồi ở đây cũng có cái tivi nữa nè. Theo mình đoán cái tivi này nó còn dùng được. Mới ngó ngó ở dưới đó, nó là hiệu hiệu LG. Nhìn cái chữ đó. Thường thường á, biết sao mà mình đoán cái tivi nó còn dùng được không? Là mình dựa theo cái đống gác, nếu mà cái đống gác đó là người ta dục và niệm sofa, quạt, tivi, đồ chung như vậy đó là nó còn xài được. Nếu như mà cái trường hợp mà người ta dục cái tivi không á thì có thể là nó hư. Đó. Đó thì các bạn nào sống ở Mỹ các bạn biết, khi mà mình chuyển nhà đó hay là mình mua nhà mới đó, là thường thường cái tâm lý là người ta dục hết những cái đồ cũ. Bởi vì cái tâm lý đó đấy, tới nhà mới đó, là người ta thích xài đồ mới hết. Còn không thôi nữa, những cái người mà người ta dọn đi xuyên bang á thì người ta không có thể đem lên máy bay hay là chở mấy cái này, nó tốn kém. Các bạn biết không? Thí dụ như tổng cái số đồ người ta dục ở đây đi, trị giá 100 đô la. Mà nếu mà mướn người ta tới dọn giùm mình á, hay là đi mướn cái xe tải bán tải con á, thì cái trị giá của nó bằng với lại đi mua đồ mới. Cho nên mấy cái người giỏi tính á, là người ta dục. Đó là như vậy. Đó thì ở kế bên cạnh ở đây có cái thùng này nè. Cái thùng này là cái thùng nói chung là cái thùng này là cái thùng để dớ hay là dụng cụ gì đó mình cần. Đó, cái này là cái nắp nè. Cái nắp đậy lên nè. Đó. Đó thì mỗi một tuần như vậy đó, xe gác họ tới họ lấy một lần. Thì cái đường này là cái đường ở nhà hàng xóm của mình. Còn cái này là cái đồ lau nhà đó. Lau nhà đó mình bỏ nước, bỏ xà bông vô đó, đó. Rồi lấy cái cây đó lau cũ quá, người ta bỏ. Là tại vì ở nước Mỹ là một cái nước giàu, các bạn biết không? Cho nên gác toàn là đồ tốt không à. Có nhiều khi á, đồ tốt quá nằm ở trong mấy cái thùng này nè, nhưng mà ít có ai chịu dỡ ra lắm. Ở đây thì mình thấy có cái máy vi tính nè. Thường thường cái máy này hiệu hiệu Acer. Thường thường mấy cái máy này á, nó không có khó sửa, nó không có khó. Cái này thì nó bị nước rồi, nước vô nhiều rồi. Cái này hiệu hiệu Acer. Đó thì thường thường cái máy vi tính cũ á các bạn, như cái này thì nó không có cái ổ hard drive. Nhưng mà thường thường máy vi tính á, nó bị mình không
mình muốn đi dục bỏ đó phải không? Trước khi đi dục bỏ đó là thường thường máy vi tính đó, ngày xưa đó máy vi tính cái này là mình nghĩ nó chạy Google à, nó không có cái đĩa hát với cái hard drive, nó chạy Google mà người ta gọi là Google Chrome á, là cái này. Nhưng mà nếu mà mấy cái máy vi tính mà các bạn hư á, ở trong đó nó có hai món các bạn dùng được, là thường thường ở bên hông á nó có một cái máy CD đó, các bạn lấy cái máy CD đó ra, rồi các bạn lấy một cái ổ hard drive tháo ở dưới đít đó, bạn lấy một cái ổ hard drive, hai cái đó đó các bạn dùng được. Cái CD ở trong cái máy laptop á, các bạn đi lên mạng, các bạn hay đi tới cái chỗ mà bán đồ phụ tùng cho máy vi tính á, các bạn mua cái cọng dây, cái cọng dây nó gọi là USB đó, USB đó, một đầu USB đó cắm vô cái computer, còn một cái đầu là các bạn gắm vô cái CD của cái này, thì cái đĩa đó là các bạn hát cho được cho tất cả các máy vi tính bàn đó. Còn cái hard drive á, nó cũng vậy, nó cũng có một cái đầu USB á, các bạn gắm vô cái máy vi tính, còn cái đầu bên kia đó là các bạn gắm vô cái sau đít của cái ổ hard drive đó, là các bạn dùng cho tất cả máy vi tính dùng mà người ta gọi là external đó, là mình không có cần phải bỏ nó vào bên trong cái máy vi tính đó. Thì ở nhà mình có đầy đủ dây hết đó, tại vì về sửa chữa nâng cấp vi tính là mình có kinh nghiệm, ở nhà mình có dùng hai cái đó cho nên mình chắc chắn. Hồi xưa đó mình cũng có cái laptop bị hư, mình đi lượm rác á, về mình lấy hai cái đồ đó, mình lấy một cái ổ hard drive, mình lấy một cái CD đó, mình mua cái dây ở trên mạng bán 2-3 đồng vậy đó, xài được hết á. Thì ở trong cái thùng rác này cũng có cái máy game đó nè, máy game Wii nè, nhưng mà cái này mình không lấy, tại vì ở bên dưới nước á nó có nước. Còn cái này là cái đầu đĩa DVD. Còn cái này là cái gì mà nó giống như đồ chơi mà nó có chữ Disney nè, cho con nít chơi đó. Còn cái này là cái máy in đó. Đó thì như cái máy này nè, nó bị thấm nước ở trong đó nhiều quá, mình có thể mình về mình chùi sạch sẽ lên, mình treo lên eBay, mình bán cho người ta cần cái đồ phụ tùng ở trong đây á. Đó thì hôm nay là cái ngày mà người ta đi tới, người ta lấy gác hàng tuần gì người ta tới lấy một lần, thì đó là mình đi một cái đống gác vừa rồi là mình đi chỉ có một căn nhà, hai căn nhà thôi, chứ mình đi hết cả thành phố á, đi bộ cả thành phố á, là nó nhiều gác lắm. Đó thì giống như nãy mình chia sẻ với các bạn đó, ở trong cái laptop á mà nó bị hư mà các bạn muốn dục á, các bạn tháo cái ổ hát đĩa CD á, bên hông nó có cái này á, là nó xài Google Chrome nó không có, nhưng mà cái loại xài Windows á nó có đó. Mình lấy cái ổ hard drive xong rồi mình mua hai cái cọng dây á, hai cọng dây. Cái ghế này ngon quá nè, cái này là gác không á các bạn, mấy cái này toàn là gác không á. Mấy cái thùng này nè, có đôi khi á, mình dở ra từng thùng á là gác ngon ở trong không á. Như ở đây nè, các bạn thấy có cái tivi này hiệu Sony nè, tổ ba chản nè,
Lúc trước mình lụm cái tivi, hiện bây giờ cái tivi ở nhà mình xài là nó to bằng cái tivi này nè. Mà các bạn biết tại sao mà nó còn xài được, nó người ta giục không? Tại vì giống như mình thường nói đó, ở nước Mỹ là một cái nước giàu, thì ở nhà mình nó có đôi khi cái mình nhìn vô cái tivi mình nói mình không có hài lòng, chắc mình muốn mua cái tivi bự hơn chút, mỏng hơn chút để cho hình ảnh nó 4K 5K đồ gì đó. Cái mình nghĩ trong đầu mình vậy, cái xong cái mình kiềm chế xuống mình nói thôi cái này dùng cũng được, mua làm chi cái mới cho nó tốn tiền. Đó là cái lý do tại sao mà người ta giục, người ta cũng có cái suy nghĩ giống như mình vậy đó các bạn. À, đó cái này nó to bằng cái nhà mình đang xài đó. Thì cái ở nhà mình đang xài hiệu Sony cũng mình cũng lụm đó các bạn, cũng lụm gác á. Đó thì ngày đấu gác á, mà mình đi hết toàn thành phố á là có nhiều gác lắm. Rồi mấy cái thùng này nè, nếu mà mình dở ra từng thùng á thì nhiều khi nó cũng có gắt tốt ở trong lắm. Tại lúc trước á mình có dở một cái thùng đó thì mình lụm được đâu mấy cái đồ điện tử vậy đó, mình về mình treo lên mạng bán cũng được đâu 200-300 đô la. Đó thì tới đây mình tạm dừng cái clip này ở đây. Xong rồi mình sẽ tiếp tục đi một đoạn nữa để mình quay cái phần 2, để trong cái phần 2 để mình chia sẻ tâm sự về cái tình hình của đất nước Việt Nam của mình. Hẹn các bạn lại cái clip số 2.